xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy. Thì hai cái mã chậu chổi 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 giặt của bên em thì đầu tiên nó sẽ là một cái mã chổi tách nước nhá. Chổi tách nước con này thì sẽ là 180.000. Sản phẩm khi các bác nhận hàng sẽ là một con một cái chậu như này. Và đây là cái phần các bác khớp nối này, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Cái này lắp vào đây. Đó. Nói chung là cái này thì nó lắp đặt thì đơn giản thôi, về nhà các bác lắp đặt vào cho em nhá. Đó, vào đây. Thì khi các bác giặt thì cho vào đây nhá. Đấy, cho vào đây. Vắt như này là nó sẽ giúp cho các bác là tách nước này. Tách sạch nước luôn. Đấy, thứ nhất là vừa là tách nước này. Đấy, vừa là tách nước này, vừa là sạch này. Các bác lau lúc nào nó là trạng thái là sạch nhá. Lúc nào mà trạng thái là sạch luôn thì rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho cái chổi tách nước này. Lên mã cho em là chổi tách nước. Chiều dài của chổi thì nó vào khoảng là 1m3 nhá. Lau cực kỳ là dễ dàng luôn các bác này. Đấy. Lau phần tiếp xúc khá là rộng và dễ dàng luôn. Đấy. Tay nắm mềm, lau rất là sạch sẽ nhá. Đó, đây. Lau rất ngon lành luôn. Con này thì các bác lên cho em là chổi tách nước, giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho cái mã chổi tách nước như này. Tiếp theo thì em bên cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Cái này thì nó sẽ là cả thùng như này luôn. Đấy, cũng rất là tiện này. Xoáy vào cho em này. Đó. Cả một cái thùng như này. Đấy, đây các bác này. Khi các bác xoáy vào thì chiều dài của nó cũng khoảng 1m3 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái thùng như này. Và các bác nhận được hàng thì nó sẽ có hai miếng mút luôn. Đấy, hai miếng lau như này. Đây, đây thêm một miếng lau nữa này. Đấy, bình thường nếu các bác mua một cái miếng lau như này ở ngoài siêu thị đã phải mất từ 350.000 rồi. Đấy, thế mà bên em là có tặng kèm một miếng lau nữa. Tất cả cái phần thân vắt này của nó bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Đó, rất ngon lành các bác nhá. Đó, rất ngon lành luôn. Thì con này chiều dài của nó cũng vào khoảng là 1m2 đến 1m3. Đây, cũng khá là dài luôn. Đó, khá dài luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác xoáy kết nối vào cho em. Đấy, đây. Tầm 1m2, 1m3 này, rất dài luôn. Con này thì các bác lên cho em đó là chổi lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Giá thì sẽ là đi con thùng lau nhà này là 240 nhá. Thùng lau nhà này là 240 này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái mũ lính như này. Đó, mũ lính như này các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Con này thì nó có cả xốp nhá, có cả xốp cả lót bên trong như này. Đấy, bên trong có xốp trắng này. Xốp của nó là xốp xịn luôn. Đó, rất là cứng cáp nhá. Đấy. Và con này thì các bác dùng để mình hàng của lính Việt Nam mình nhá. Đấy, hàng của lính Việt Nam mình dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là mũ lính nhá. Giá sẽ là 170.000. Dày dẫn chắc chắn, đội cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này. Mũ này thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, con này. Đấy, thấy chưa? Em đập thoải mái luôn các bác. Đấy, dùng cực kỳ là yên tâm luôn, không có lo bị vỡ, bị nguy hiểm nhá. Đấy. Đập thoải mái luôn, không hề có một dấu hiệu trầy xước gì luôn. Lên cho em là mũ lính nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Đấy. 170k nhá. Mũ lính 170k cho con mũ lính như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Aptomat chống giật nhá. Aptomat chống giật. Hàng này của nó là 40A. Đấy, 40A. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng nội địa của Nhật nhá. Xin lỗi các bác. Hàng nội địa của Nhật này, của thương hiệu Fuji hoặc là của thương hiệu Mitsubishi nhá. Fuji hoặc là Mitsubishi. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con app như này nhá. 180.000. Các bác dùng điện 220 ok luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy vắt cam nhá. Con này thì sẽ là bao tiền cái máy vắt cam này nhỉ? 190.000 cho một con máy vắt cam này. Đấy, rất là ngon luôn. Các bác cứ đưa cam vào đây là cắm điện là nó sẽ vắt thôi. Nó sẽ vắt và cái này nó sẽ có hai cữ, cam bé thì các bác vắt thì cữ bé và cam to vắt cữ to. Đó. Và nó có cả chế độ đảo chiều luôn đây, hai cữ như này. Đấy, và có chế độ đảo chiều luôn nha, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đấy, thì các bác lọc ra nước nó sẽ xuống như này. Đấy, còn lại là cái bã nó sẽ đọng bên trên. 190.000 cho con máy vắt cam như này nhá. Bên trên là máy vắt cam. Giá sẽ là 190k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. Đấy. Nó sẽ là bằng đá quý như này. Đây, bằng đá quý này con này. Đấy, đá quý vừa xoay tròn này, vừa xem được giờ luôn, rất là đẹp con này. Đó, rất là đẹp nhá. Tất cả của nó đều bằng kim loại hết nhá, đều bằng kim loại hết. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Bên em về hàng siêu tầm được một số mã nhá. Đó đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì các bác có thể đeo cổ này trang sức này hoặc là bỏ túi này, rất là ok luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Đồng hồ đá quý này bao nhiêu đấy? Đúng rồi. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Giá sẽ là 60k này.
60k cho cái đồng hồ đá quý như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc lọc dầu nhá, cốc lọc dầu. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái cốc lọc dầu như này các bác này. Đấy, 50k cho con cốc lọc dầu như này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây, có cả nắp niếc đàng hoàng nhá, có cả nắp ở trong này. Nắp rồi ốc niếc các thứ đàng hoàng, về nhà các bác xoáy vào cho em. Và đây là cái lưới lọc này. Đó, giá thì sẽ là 50k cho cái cốc lọc dầu như này nhá. Lên cho em là cốc lọc dầu, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Đấy, bộ điều khiển từ xa. Con này thì các bác chuyên dùng để mình điều khiển các thiết bị như là máy bơm nước, rồi nói chung là tất cả các thiết bị đều ok hết nhá. Máy bơm nước, điều hòa, tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả các thiết bị luôn. Các bác chỉ cần là ví dụ như các bác muốn điều khiển cái quả bóng điện này. Đấy, hoặc là cái bóng hoặc cái quạt trần. Thì các bác chỉ cần là cắm cái cục nguồn này vào điện lưới này, cắm cục nguồn này vào điện lưới, sau đó thì các bác cắm thiết bị qua đây cho em là xong. Cắm điều hòa, máy tính, tủ lạnh, tivi, sau đó thì các bác ấn tắt bật ở đây nhá. Đấy, on up ở đây, rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 260.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ bền luôn. Hàng của thương hiệu Hornet của Nhật nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa. Điều khiển cắm trực tiếp nhá, điều khiển cắm trực tiếp, điều khiển cắm trực tiếp. Giá của nó sẽ là 260k và bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 7 màu đây. Đấy, bộ màu tô bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì nó sẽ rất là nhiều màu như này. Có cả chổi để các bác dùng để mình màu nước nhá, dùng cả màu nước. Màu nước, màu bột, màu sáp, màu chì các bác mua về để làm quà cho các em nhỏ nhà mình nhá. Ghim viết rồi, nói chung là đầy đủ các thiết bị hết luôn. Đó, combo như này. Combo cho một cái bộ màu cầu vồng như này, giá của nó sẽ là 100.000 thôi. 100.000 cho bộ màu cầu vồng như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình. Đấy, con cháu nhà mình ok luôn, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy massage nhá. Máy massage thì bên em có hai mẫu. Đấy, con này thì nó sẽ là con dòng 8B. Đấy, con này sẽ là 8B này. Đây. Con này thì có cả cắm tẩu, cả cắm điện luôn và 8B. Đấy, massage 8B như này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là có cả hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại giúp làm nóng nhá. Đây, công tắc tắt vào đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là massage 8B nhá. Con 8B này thì sẽ là 170.000 nhá. Đây, có đầu cắp giắc cắm này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đó. Cắm trực tiếp điện 220. Đó. Nó có cả đèn hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Còn ngoài ra thì các bác muốn dùng cái con to hơn, cao cấp hơn thì các bác dùng cho em con 16B nhá. Đấy. Có con 8B và con 16B. Đây. Con này thì nó sẽ là con tiếp theo thì em lên cho bác cái con 16B này. Đấy. Con 16B này thì giá của nó sẽ là 290.000. 16B này là 290. 290.000 cho con 16B này nhá. Đó. Con này 270.000, giá thanh lý, giá tốt cho bác luôn. Hàng rất là đẹp nhá. Đấy. Con này thì nó cũng có đầy đủ, con này thì chỉ sử dụng điện thôi. Ngoài các bác sử dụng là mình để cổ vai gáy thì các bác có thể dùng để mình bắp tay bắp chân đều được nhá. Đấy, đầu cắm của nó này, ổ cắm của nó này. Đấy. Sạc trực tiếp điện 220, có đầu cắm này, các bác cắm vào cho em này. Đấy, cắm vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có nút nguồn này. Nút nguồn bật lên này. Đấy, có đèn hồng ngoại này. 1 2 3 4 5 chế độ luôn nhá. Có 5 chế độ ở đây. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 16B nhá, 16B. Đấy, các bác có thể nằm gối đầu này. Đấy, thứ nhất là gối đầu này, bắp tay, bắp chân này. Đấy, cổ, vai gáy đều được hết nhá. Đấy, chỉ có là các bác không thể nằm cả người lên được thôi. Nằm cả người lên là không được các bác nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là 16B nhá. Con 16B này thì giá của nó sẽ là 270.000. Giá tốt 270.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đó. Con này thì sẽ là 120 cành. 120 cành cho con robot hút bụi như này các bác. Đấy, ở đây là cái phụ kiện của nó này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Hút rất là khỏe luôn. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. Rất khỏe các bác này. Đấy. Về nhà tháo đi em cái cản pin này ra, tháo cái chân này ra. Đó, đây nhá. Em tháo ra cho các bác xem nhá cái phần màng của nó này. Sạch sẽ trắng bong luôn này. Đó, sạch sẽ trắng bong luôn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cho nó hút luôn nhá. Cho nó hút luôn. Đó, đây. Bật lên này. Đấy. Con này nó cảm biến nhá các bác nhá. Đó, cảm biến. Đấy, tức là khi mà nó chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu lại này. Rất là ngon luôn. Đó. Thì các bác có thể để là nó sẽ giúp vào gầm giường, gầm giếc rồi là gầm bàn, gầm ghế, những cái chỗ mà các bác không đi tới được nhá. Đó. Mới có 30 giây thôi. Để mình sẽ xem cái kết quả cái lượng bụi của nó như nào nhá. Đây.
Đấy, mới có 30 giây thôi mà nó đã hút vào cái lượng bụi khủng khiếp như này rồi. Thì nếu mà các bác để lâu thì rất là tốt luôn. Toàn những cái dòng bụi mịn, bụi tơ, bụi non tơ các bác không thể nhìn thấy được các bác nhá. Đó. Thì con này các bác, em đang gửi tới các bác cái giá là giá thanh lý. Giá thanh lý siêu thị chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi như này, giá rất là thanh lý luôn, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này của nó thì sẽ là từ 30 đến 35 lưỡi, bao gồm cho các bác là cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, đầy đủ cho các bác combo này các bác. Đấy, đây. Lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đấy. 30 lưỡi này, 30 đến 36 lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đó. Giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 bộ lưỡi kem. Giá chỉ có 55.000 thôi, giá thanh lý cực tốt luôn. Mua một lần các bác có thể dùng trong vòng 1-2 năm mới hết được luôn. Đấy. Bác nào mà ít dâu thì dùng càng lâu. Đấy, nhiều dâu thì dùng nó sẽ tốn hơn một chút, nhưng mà cũng phải vài năm mới hết được các bác nhá. Đó, tại vì là nó rất là rẻ thôi, rất là rẻ thôi. Lên theo là bộ lưỡi kem giá là 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái cân 5 nhá. Con này thì cân được 5 cân. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Cân này là cân bếp, các bác cân được 5 cân. Đấy, cân được 5 cân. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, cân bếp 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái lọ thuốc trị con này thì các bác chuyên trị cho em, đó là cái long ben hắc lào nhá. Long ben hắc lào 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ long ben hắc lào. Các bác nào chuyên bị long ben hắc lào, nấm nhía, nấm ngứa, vẩy, phôi nách, á sừng các thứ, dùng con này cho em. Đấy, giá chỉ có 25.000 thôi. Long ben hắc lào, hàng nội địa của Nhật, nấm ngứa, long ben hắc lào. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con ấm siêu tốc gấp gọn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác 100.000 cho con ấm siêu tốc gấp gọn như này. Thanh lý cho các bác 100k. Đấy, có công tắc tắt bật này, có dây nguồn như này, gấp gọn này. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch để đun nước pha cà phê này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Ấm siêu tốc gấp gọn. Đây, 0,6 lít sử dụng điện 220V 600W. Đấy, giá thanh lý 100.000, em có 2 cái thôi. Giá thanh lý nốt cho các bác 100k cho con ấm siêu tốc gấp gọn này. Đó, ấm siêu tốc gấp gọn. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái chậu ngâm chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chậu để các bác chuyên mấy nhỉ? Cái này chậu này mấy nhỉ? Đây nó sẽ làm cái chậu ngâm chân như này. Đó, 320 bao ship đến tận nhà rất rẻ luôn. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, sau đó thì mình cho nước nóng vào đây, cho nước vào đây để nó tự nó sẽ đun nóng cho các bác này. Hoặc là các bác có thể là massage chân này. Ui giời. Nguyên có massage không mà đặt vào cái này nó đã phê rồi các bác này. Đấy, massage cho cái gan bàn chân của mình rất là tốt luôn. Đấy. Đẩy đến đâu là sướng đến đấy các bác nhá. Đó. Con này các bác đẩy như này cho em này, rất là tốt luôn. Đó, thư giãn cho các cái mạch cái bàn chân nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 con lăn như này, mỗi bên 5 con này. Đấy, rồi các bác cắm nước vào cho em, sau đó bật lên này. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 5 chế độ gì đây này. Đấy, các bác muốn bật chế độ nào thì bật nhá. Đó, đây, dây cắm như này. Dùng để ngâm chân này, cho thuốc thang, cho các thứ vào đấy rất là tiện luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 320.000, bao ship đến tận nhà. Nguyên thì ship của em mất 50.000 cho cái hộp này rồi. Đó. Lên cho em là hộp thùng ngâm chân nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con vật cầu lông này. Giá thanh lý cho các bác đợt này về giá tốt luôn, 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này. Đấy, sẽ bao gồm là cả vật, cả cầu. Đấy, một vật và kèm cho các bác ba quả cầu này, vật siêu xịn luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, và con này thì nói chung là các bác dùng để đánh bình dân thôi, chứ còn không đi thi đấu đâu. Thi đấu thì phải tiền triệu một chiếc, còn đây em bán là giá thanh lý thôi. Giá thanh lý thì các bác mua về mình thể dục thể thao ở nhà, hoặc là cho trẻ em các thứ nhá. Rất là tiện luôn, mùa hè này thì các em có thể chơi. Đấy, bao gồm cho các bác là ba quả cầu, sẵn ba quả cầu này luôn nhá. Sẵn ba quả cầu luôn. Một vật và một đôi vật và ba cầu. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn, chỉ có cho các bác là đi 100.000 thôi. 100.000 mà hàng cồng kềnh như này là tiền ship cũng mất rất là nhiều luôn, nhưng mà thôi giá thanh lý, giá tốt cho anh em các bác luôn. Bộ lên cho em là vật cầu lông nhá. Giá sẽ là 100k. 100k cho vật cầu lông như này các bác này. 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái mẫu xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm mẫu mới.
Con này thì của nó sẽ là dùng bằng các loại bọt kem đấy, cho nên khi các bác dùng nó rất là thích, lắc đều lên cho em, sau đó thì các bác xịt ra đó. Cái này nhìn nó có một cái lẫy khóa đây, cái này các bác bóp này cho em nó sẽ ra đấy, và đây là nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này đấy. Thì các bác tẩy nhà tắm nhà vệ sinh nó rất là sạch sẽ luôn, và cái này của nó là hương tự nhiên, nó thơm nhá, và nó không bị ăn sứ ăn men các kiểu, và dùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k nhá. Đến mã giúp cho em đó là xịt nhà tắm 50k cho một cái lọ xịt nhà tắm như này. Đấy thì con này của nó là hương tự nhiên, thì các bác có thể xịt vào tất cả các loại đều ok hết nhá. Đấy, các cái loại vòi sen rồi các cái đồ sứ, đồ inox đều ok hết. Và cái này thì nó không bị ăn mòn và không ra tay, và mùi rất là thơm luôn. Đấy, tức là hương liệu tự nhiên thì mình dùng nó rất là an toàn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Đấy thì giá sẽ là 130.000, 130k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này các bác này. Đấy, đấy. Rất là đẹp luôn. Cái này thì để các bác dùng để sửa chữa đồ lặt vặt trong gia đình, nếu có những cái đồ điện, đồ gì đầu lục giác thì các bác dùng. Đấy, nó sẽ là một cái bộ lục giác như này. Các loại ốc mình dùng để mình sửa chữa đồ đạc. Đó. Cái này bên em đang bán là 130k, đợt này xả cho bác còn 90k thôi, 90.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy. Quạt nó bằng tích điện đấy. Cái này dùng mất điện rất là tiện này. Đây. Đấy. Mất điện thì bật công tắc lên này. Bán lắm. Cái này là đi 380 à? 380. Cô bác cái này nó dùng bằng pin này nó tiện chứ. Mất điện mất điếc là mình dùng tiện lắm này. Đấy, 380.000. Đấy, mất điện thì mình cứ cắm sạc vào thôi, lúc nào mất điện nhà có trẻ con trẻ nhỏ mình dùng. Đấy, đi ngủ nhà không trẻ con mà mất điện là chết dở luôn, nó khóc. Đó, nhưng mà cái này dùng nó tiện từ 5 đến 10 tiếng thôi. Ở pin này từ 5 đến 10 tiếng. Đấy. Dùng bác mất điện mà không. Cái này rất là tiện luôn. Đó. 380.000 rất là mát, có số 1 và số 2. Đấy, mát lạnh luôn. Đồng hồ kìm thì giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship nhá, 230k. Cái này các bác nên mua, nó thực dụng luôn. Đó, 230.000 các bác đo kìm rồi đo vôn kế ampere để ok hết nhá. Giá sẽ là 230.000. Có đo ôm, đo ampere, đo vôn kế, đo các kiểu con này đều luôn. 230k các bác nhá. 230.000 cho con đồng hồ kìm như này. Đó, 230.000. Đó, rồi ok. Các bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy, đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này. Hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbierzing của Đức các bác này. Đó, đây. Đế 5 lớp nhá. Đun được hầu hết các loại bếp luôn. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy. Đế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bác này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy. Thì con này nó cũng bằng với con quay lệch như này, bằng với con quay lệch như này các bác này. Đấy. Dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bác nhá. Bằng với con quay lệch như này. Đấy, hai con này bằng nhau. Nó sẽ là một con quay bằng một con quay lệch nhá. Đấy. Dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn quá, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít các bác này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Quay mạ vàng nhá, quay mạ vàng chấm hết luôn đây con này. Đấy. Quay mạ vàng này rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá, quay mạ vàng hết các bác nhá. Quay mạ vàng hết này, siêu đẹp luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bạn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy.
đây đấy các bác nhá. Đó, đây là cái đây đây cái thương hiệu của nó này đấy, hàng design in Germany bên này, hàng design in Germany đó, made in Germany nhá. Đó, Germany đây đấy, thông số của nó đây các bác này, đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây cái vỏ hộp của nó này, đây vỏ hộp của nó này đấy, nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít 1 này, 2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây, tất cả các kích thước của nó đây các bác này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bác nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá, 700.000 cọc trước 200. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức. Giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi. Và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000. Tính ra là các bác mua vào có 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo trắng đá này, chảo cực kỳ dày luôn. Chảo trắng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Trắng đá chống dính này, đó. Chảo trắng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bác này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bác này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, tiền ship mất 570.000, 70.000 tiền ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng nên mất khoảng 70.000 tiền ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 rồi là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này. Con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6. Các bác có thể là luộc con gà to thoải mái luôn. Con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó. Combo cho các bác 6 món như này. Giá sẽ là 700.000, cọc trước 200. 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhé. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh, rồi cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh đấy, để cho video có thêm nhiều lượt tương tác và nhiều quý khán giả biết đến em nhiều hơn nhá. Yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá, khăn tắm của Hàn Quốc. Đấy, hàng của Korea Hàn Quốc. Chiều dài của nó là 1m4 và chiều rộng là 70cm. Đấy, rất là to luôn các bác này. Đấy. Dài 1m4, rộng 70cm. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên, thấm hút nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là rất là ưu đãi luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40k một cái. Bác nào mua 10 thì mua 10 chiếc thì bên em sẽ tặng một. Đấy, riêng cái khăn tắm này thì ưu đãi cho các bác đang vào cái mùa hè như này, để các bác mang đi du lịch này hoặc đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Đấy, 40k. Bên em là khăn tắm Hàn Quốc 40k, mua 10 thì sẽ là cộng 1 nhá, mua 10 tặng 1, 40.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gối các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái gối này bao tiền đấy? Cái gối này 60.000 à? Lên mã giúp cho em là gối lạnh nhá. Gối lạnh giá của nó sẽ là 100. Gối lạnh này 60.000 đúng không? 60k một chiếc thôi. Đấy, 60.000 cho một chiếc gối lạnh như này. Bên trong của nó thì chất liệu của nó là bằng bông nhá. Đấy, bên trong của nó thì là bằng bông này. Đấy, bằng bông tự nhiên này. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng là theo kiểu là vải lạnh như này. Vải lạnh như này thì khi các bác gối nó sẽ không bị nóng nhá. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 cho một con gối lạnh như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. 60k cho một con gối lạnh như này. Chất liệu của nó thì bằng bông tự nhiên và bên ngoài thì nó sẽ là vải lạnh như này nhá. Vải lạnh như này khi các bác dùng rất là thích nhá. Đấy. Và các bác có thể bỏ ra để giặt giũ thoải mái luôn. Đấy, thấm hút mồ hôi tốt, dùng rất là thích nên cho em là gối lạnh, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu này thôi. 95k cho một con đèn phễu như này.
Con này thì siêu sáng luôn và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Có cả quai đeo như này nhá. Quai đeo có cáp sạc đầy đủ quá này. Đấy. Rất sáng luôn con này. Đấy, rất sáng luôn. Pha mà ban ngày mà còn dọn này là các bác biết rồi. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn phễu giá thì chỉ có 95k cho con đèn phễu này thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. Đó, đèn phễu. Đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ màu cầu vồng nhá. Các bác lên cho em là màu cầu vồng. Bộ này của nó thì sẽ là 150 chi tiết. 150 chi tiết tất cả đầy đủ cho các bác luôn. Combo như này. Kéo rồi nói chung là thước rồi các cái loại màu, màu sáp, màu bột, màu nước, màu trì như này. 150 chi tiết tất cả và giá thì chỉ có cho các bác là đi 100.000 nhá. 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì tổng là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết tất cả luôn. Màu cầu vồng nhá. Màu cầu vồng. Giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con át đảo chiều này. Đó, con này thì hàng nội địa của Nhật 63A nhá. Đấy, hàng của thương hiệu LV kép này. Đó, 63A, hàng nội địa của Nhật. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một con át đảo chiều như này. 110.000, con này thì dùng rất tiện luôn. Nhà các bác dùng máy phát điện hoặc hai công tơ dùng con này cho em, cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Đó, 63A điện tổng gia đình là thoải mái luôn nhá. Đó, 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con át tổng của gia đình nhá. Đấy, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Mitsubishi, nội địa của Nhật này. Đấy. Hàng này thì độ mới của nó còn khoảng là 90%, độ mới còn khoảng 90%. Rất là ngon luôn. Đấy. Có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng nhá, có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180k cho một con át 40A như này. Át 40A hàng của thương hiệu Mitsubishi nhá. Át 40A Mitsubishi 180.000. Nè. Phương ơi, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái dây tắm như này thôi. Giá sẽ là 15k. Lên mã cho em là dây tắm 15.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một mặt là dạng là núm núm như này và một mặt là sợi to như này, sợi cao như này. Để khi các bác xoa xuê thì là mình tắm thì kỳ cọ rất là tốt luôn. Silicon mềm nhá, có thể kéo giãn nhá. Các bác có thể kỳ lưng, kỳ chân, kỳ tay đều ok hết. Quay video đi. Đấy. À, kỳ lưng kỳ chân tay đều ok hết nhá. 15k trong chiếc này thôi. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 nhá. Tiếp theo là cái dây thít các bác này. Đây dây thít giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch nhá. 25.000 cho một bịch như này. Đấy 25.000 một bịch thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 này. Đấy dài là 20 cm này, 25 và 30 cm. Đó 20 25 30. Giá đều là 25.000 một bịch này tất nhá. Đấy nếu mà hàng ngắn thì nó sẽ số lượng nhiều hơn vì nó sẽ là đồng cân. Là 250g hết, đều là 250g nhá. Đấy, dài ngắn đều 250g cho nên là giá bằng nhau. 25.000 cho một cái bịch dây thít như này, 25.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xương khớp bọ cạp này. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp. 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này nhá. Chuyên trị các bác mà bị đau nhức chân tay rồi cổ gối rồi sống lưng rồi nói chung là bị đau nhức nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30k cho một típ xương khớp bọ cạp như này. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Một cuộn này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20 m. Một cuộn 20 m nhá và nó sẽ có ổ đúc chống va đập như này. Ổ đúc chống va đập có đèn báo nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một cuộn như này. Đấy và dây của nó là dây lõi đồng 1.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160k. Đấy dây 1.5 dài khoảng 20 m nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Máy sấy giày. Giá sẽ là 190.000. Đấy bác nào đi hay đi giày dép này. Đó mà hay sử dụng giày dép thì dùng con này cho em. Đó. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện thôi. Cắm điện vào này. Đấy mình nâng cái này lên này. Cắm điện vào sau đó thì các bác bật chế độ hiện giờ nhá. Đấy, sau đó thì 30 phút, 60 phút, 120 phút này và nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn thì rất là tiện. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt này. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy sấy giày như này. Các bác dùng con này thì cũng khá là tiện đấy để mình sấy giày, sấy dép rồi nói chung là quần áo cũng được. Nói chung là rất là ok thôi. Hợp lý cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là một con máy sấy giày như này 190.000. Đấy, tiếp theo thì con bàn là đứng nhá. Bàn là đứng 370.000. Đấy, con này sẽ là con bàn là đứng này. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Đấy thì con này các bác dùng cũng rất là tiện.
Con này thì bàn là đứng hơi nước luôn. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là không lo bị cháy quần áo, tại vì là nó sẽ là sử dụng bằng hơi nước nhá. Và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần là nó dùng hơi nóng và hơi nước, mà có cái đầu bàn chải đây. Có cái đầu bàn chải như này. Thì các bác lắp vào cho em này, lắp vào sau đó thì mình bắt đầu vuốt như này là quần áo nó sẽ tự thẳng ra cho các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, con này thì nó sẽ là 1500W sử dụng điện 220V. Đó, đây, rất tiện ích luôn, các bác chỉ cần vuốt như này. Ưu điểm của con này khi mà các bác dùng thì không lo bị cháy quần áo nhá, và nó luôn ở cái trạng thái là cầm tay như này, khi nào các bác bỏ ra nó không như cái bàn là kia các bác để quên. Đây, cho nước vào đây cho em nhá. Chiết nước vào đây cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng nhá. Bàn là đứng giá sẽ là 370.000. Bao ship tận nhà các bác luôn. Con này các bác dùng để đi du lịch thì thôi rồi luôn các bác. Đấy. Mình dùng để đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, 370.000, 370.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con một cái con bàn là khác, đó là con bàn là du lịch này. Đấy. Qua lên cho là bàn là mini nhá. Con này thì nó sẽ là thuộc bàn là nằm như này. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch. Con này thì rất là tiện, nhỏ gọn. Để mình là quần là áo đi du lịch thì các bác nên mang đi. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bác. Đấy, đi du lịch thì em mang con này đi cho em. Đó, đây. Đấy, nó rất là nhỏ gọn quá, nhỏ gọn lắm. Nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Đây. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bạn. Đấy, nhỏ gọn luôn. Rất là tiện nhá. Có điều chỉnh nhiệt độ này, mâm của nó rất là dày, nóng rất là nhanh và có hơi nước nhá. Nói chung là đầy đủ luôn. Nói chung là đầy đủ như một con bàn là xịn luôn. Đấy, như một con bàn là cao cấp ở bình thường luôn. Đó, và con này thì nó rất là nhỏ gọn. Các bác có thể gấp gọn như này, mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt đều ok hết, hoặc là các bác để phòng trọ một chiếc, nói chung là mang đi đâu cũng được. Nó rất là tiện, nó nhỏ gọn này thì mình có thể mang đi nhiều nơi được. Nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bàn là mini 130.000 nhá. 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái tẩy xanh chuyên để tẩy xoong nồi rồi đánh bóng ô tô các thứ nhá. Giá sẽ là 25k cho một cái hộp tẩy xanh như này. Tẩy xoong nồi rồi đánh bóng rồi các bác làm các công việc đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ bấm móng màu xanh như này nhá. Giá sẽ là 100k. 100k thì cái bộ móng xanh như này. Lên cho là bộ móng xanh 100.000. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn để các bác có thể sử dụng mình vệ sinh móng chân, móng tay này, rồi làm móng này. Đấy. Kỳ cọ rửa, rồi nói chung là nạo gót chân, rồi nặn mụn tẩy da chết. Đây, rất nhiều chi tiết luôn, nó tới vài chục chi tiết như này. Đấy. Có nặn mụn rồi có 4 cái bấm móng này, 1 2 3 này, 4 cái bấm móng này, cắt khóe rồi mài gót chân, nói chung là đầy đủ như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành nhá. Đấy. 100 cành. Lên mã giúp em là bộ ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một con ví xanh như này. Đó. Rất là tiện ích cho các bác. Rồi ok. Anh chị và các bạn đang thưởng thức chất âm của con loa bên em gọi tên nó là loa gỗ dài nhá. Đó, chất âm cực kỳ là hay luôn. Con này bao nhiêu? Đưa em về thăm quê anh. Thì ngõ ba sông. Chất âm cực kỳ hay, trầm ấm các bác nhá. Sông châu hiền hòa sông nguyệt. Lên cho em là loa gỗ dài này. 260k và bên em bao ship nhá, 260.000. Chống đánh cực kỳ đầm luôn. Sông đây ơi.
bác cho to nhỏ ở đây các nhá. Đấy. Các bác điều chỉnh to nhỏ ở đây này. Đấy. Buồn đây, to nhỏ đây. Đấy, vừa rồi các bác được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài 260.000, chiều dài của nó thì vào khoảng gần 40 cm, chiều cao 10, chiều rộng 10. Đấy, của nó là vuông 10 nhá. Dày dẫn chắc chắn, chất liệu của nó thì bằng vỏ gỗ tự nhiên, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên máy giúp cho em là loa gỗ dài nhá, giá sẽ là 260k. Chất âm cực kỳ hay và đầm ấm luôn. Đó, thì hàng này nó sẽ là hàng sạc pin nhá, có kèm cho các bác một con cáp sạc đây. Đấy, loa gỗ dài. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã sản phẩm đó là con đài FM nhá. Con này thì có kèm cho các bác cả đồng hồ luôn, có kèm cả đồng hồ như này, có cái cản đồng hồ đây các bác, bật lên cho em này. Đó, con này thì cũng có cắm USB, cắm thẻ nhớ và Bluetooth, Bluetooth ngon lành hết nhá. Đấy, đầu tiên thì chức năng FM thì các bác bật cho em chế độ FM. Bật em chế độ FM để mình dò đài FM nhá. Đấy các bác, cho anten lên này. Đấy, sau đó thì mình sẽ dò đài FM cho em. Đó. Thì bên này nó sẽ là âm lượng to nhỏ nhá, to nhỏ và nguồn. Còn bên này sẽ là dò đài các bác này. Đấy, đây. Các bác dò đây cho em này. Các bác cứ nhẩn nha, các bác dò đây cho em. Đó. Thì các bác nghe cái tiếng của nó rất là hay luôn các bác nhá. Ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng đã kết thúc. Đó. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và gửi câu hỏi từ chương trình. Đó, thì các bác dò đúng tần số, tần sóng của em là câu chuyện thực sự bàn về màn tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo. Đó. Thì con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể dùng chức năng MP3, thì các bác chuyển sang chức năng MP3 này. Sau đó thì các bác bắt Bluetooth cho em nhé. Con này thì nghe chất âm của nó cũng rất là hay luôn. Đấy, các bác dò Bluetooth này, sau đó thì các bác bắt này. Đó. Bắt Bluetooth cho em. Đó, sau đó thì mình kết nối Bluetooth nhá. Nói chung là con này thì cũng là hàng đa di năng luôn. Các bác có thể vừa dùng Bluetooth này, vừa dùng đài FM này, vừa dùng để xem giờ này, rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 cho con đài FM này thôi. Vừa là nghe đài, vừa là nghe Bluetooth và vừa là xem giờ được luôn. Một con như này đa chức năng. Các bác có thể để đầu giường để mình nghe tất cả các cái thể loại âm nhạc, rồi nghe đài, các đài tần số radio là bắt được hết các bác nhá. Đấy, bằng tần nào cũng bắt được hết luôn. Đó, thì các bác kết nối Bluetooth cho em nhá, cho chức năng Bluetooth này. Đấy, sau đó thì mình chỉnh âm đi ạ. Đó, sau đó thì mình bắt thôi. Đó, ngoài ra thì các bác có thể kết nối jack 3.5 này, USB này, rồi thẻ nhớ đầy đủ luôn. Chất âm cũng rất là hay và đầm ấm luôn nhá. Đó. Con này chiều dài của nó khoảng 20, cao 10, 23, rộng thì khoảng 7-8 cm. Nó xinh nha các bác, có thể để đầu giường ôm ngủ luôn. Đó. Hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó. Con này thì sử dụng pin của nó là pin 16850, có kèm một cáp sạc nha. Chất âm rất là hay luôn. Đó, thì các bác có thể vừa dùng chức năng FM, vừa dùng chức năng nghe nhạc. Tắt đi đây cho em. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. 260.000 lên cho em là đài FM này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm của Hàn Quốc này. 200 mấy nhỉ? Hai trăm hai mươi nghìn cho một hộp trà sâm như này, hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này dùng cực kỳ là thích luôn. Các bác nào hay đi tàu xe hay bị ốm mệt này, đấy, ốm mệt đau đầu rồi nói chung là hoa mắt chóng mặt, dùng cái nào chị em. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp hoặc hòa ra nước uống. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp luôn, ăn trực tiếp hòa ra nước uống cũng đều ok nhá. Trà sâm Hàn Quốc made in Korea luôn, một hộp này của nó 100 gói luôn nhá, made in Korea. Một hộp này 100 gói, mỗi gói này của nó 3 gram, mỗi gói này của nó 3 gram. Đấy, đây nó sẽ là một vỉ như này các bác này. Đó, thao thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên máy giúp cho em đó là trà sâm, giá sẽ là 230k nhá. 220.000, giá siêu tốt luôn. 220k cho một hộp trà sâm như này các bác nhá. Đó,
bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì ngoài trà sâm thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm của Hàn Quốc nhá. Kẹo sâm của Hàn Quốc đấy, một gói này của nó sẽ là 500g, cũng made in Korea luôn, hàng nội địa của Hàn Quốc, cực kỳ là ngon luôn, made in Korea. Cái gì, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Cái kẹo sâm này thì các bác dùng cũng tương đương với trà luôn, các bác có thể dùng để gọi là dùng để gọi là ăn cho nó tỉnh này, đi tàu đi xe này, hoặc là người bị mệt này thì dùng cái này chị em. Đấy, lái xe riếc mà hay buồn ngủ cũng dùng cái này chị em, rất là tuyệt vời luôn. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc, made in Korea. Lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng nhá, bánh xà phòng Nhật này, 40.000 cho một bánh và 110.000 trên ba bánh như này, 110.000 trên ba bánh nhá. Có hai màu, màu hồng và màu xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 40k cho một bánh như này nhá, 40.000. Đấy, công ty này của nó thì từ năm 1890 luôn, tương đối là lâu đời rồi nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, lên mã giúp cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một gói và 110.000 cho ba gói. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy các bác lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Con này công suất của nó sẽ là 1000W, sử dụng điện 220V, 1000W sử dụng điện 220V. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Đấy, thấy không? Máy chạy khỏe khủng khiếp luôn. Đó. Đấy. Máy chạy siêu khỏe luôn các nhá. Các bác thấy không, nó hút này. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Đó. Đấy. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như động cơ phản lực các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Con này 1000W sử dụng điện 220V và nó sẽ có các cái đầu phụ kiện, đầu kết nối đi kèm như này. Đầu ống nối dài này, ống ngắn này, rồi là chân hút này, nhiều lắm các bạn, phụ kiện của nó cả rổ luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, hút bụi đại. Giá sẽ là 450.000 các bác ơi. 450.000 cho con hút bụi đại như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi nhá, hút thổi bụi. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Con này thì công năng vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Cái con hút bụi đại thì nó chỉ hút bụi thôi, còn con này là vừa hút vừa thổi. Con này thì đa năng hơn, vừa hút vừa thổi được các bác nhá, vừa hút vừa thổi. Thì con này giá sẽ là 260.000. Con này vừa hút vừa thổi được luôn các bạn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn, rất tiện ích các bác ơi. Đó, đây các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em này thì nó sẽ là dòng một con máy thổi này. Một con máy thổi, nhà các bác nào nhiều lá cây. Đấy, sử dụng điện 220. Nhà bác nào nhiều lá lẩu các thứ thì dùng con này cho em. Đây. Đấy. Thì đây này nó sẽ là chức năng là thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Đấy, thổi này. Thổi rất mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Thổi tung rời luôn nhá. Đây, thổi tung rời luôn các bạn. Đây. Các bác thấy không? Thổi tung rời luôn đây các bác này. Đây, thổi nhá. Đấy. Đây, đây, thổi đây. Thổi tung rời luôn. Đó. Đấy, thấy chưa? Đó. Ngoài thổi thì nó sẽ có chức năng hút, hút thì đảo cái này vào cho em này, đảo cái này sang bên này nó sẽ là thành chức năng hút này. Đấy. Đây, hút ở đây các bác này. Đấy, hút vào này. Hút vào này. Hút vào đây các bác này. Đó, thấy không? Đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu như này để các bác hút rác bẩn các thứ vào đây cho em. Đấy, hút rác bẩn vào đây. Đấy, thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 260.000, lên cho em là hút thổi bụi bằng điện nhá, 260k. Đó. Con này thì chạy bằng điện. 260.000. Hút thổi bụi điện này, lên cho em là hút thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện, thổi bụi điện 260.000 nhá, 260.000. Tiếp theo thì cái con massage cổ đấy, từ nãy giờ em đang quay thì em lắp máy vào luôn các bác này. Đây, massage cổ nhá. Đấy, massage cổ vai gáy, con này sẽ là 320.000, hàng đựng trong một cái hộp như này, em đang đeo trực tiếp đây, đang đeo đây các bác này. Đấy, và các bác muốn tăng độ lên thì các bác kéo cái này xuống cho em. Nó sẽ là massage cổ này, và đằng sau của nó là có các cái phần để massage vai gáy nữa. Rất tiện ích luôn, đeo vào thì rất là phê luôn các bác này. Đấy, massage cổ vai gáy nhá, 320.000. Đó. Nhìn tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn phễu này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này thì giá sẽ là 90.000 à. 90.000.
có dây có quay đeo như này, có dây có quay đeo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu, con này giá sẽ là 90k cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đấy, đây các bạn thấy không? Siêu sáng luôn. Đinh dập cầu dao cho anh tí. Đấy, siêu sáng luôn. Đây em sẽ test tắt điện đi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây các bác thấy không? Đây, đấy. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Con này thì giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể dùng để dọi xa, dọi gần này. Rất khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đó, sáng cả một không gian luôn. Giá sẽ là 90k. Rồi, ok. Đó. Con này rất sáng các bạn, sáng lắm, dùng thì rất là thích luôn. Có chế độ báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Nó sẽ là hình một cái phễu như này. Hình một cái phễu như này, một pha bóng và rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Giá sẽ là 90k này. Đấy, đèn phễu này. Đèn phễu, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân đức nhá. Cân đức. Con này thì cân được 10kg, em đang bán là 160. Hôm nay, riêng hôm nay xả cho bác còn 120.000 cho một con cân đức như này thôi. 120k. Mặt này của nó là bằng inox nhá. Đấy. Mặt này của nó bằng inox 304 nhá. Đấy, bằng inox này. Mặt này của nó bằng inox sáng bóng. Đây, nó là cái lớp giấy bóng thôi. Cái lớp giấy bóng nó phủ cho nó chống xước thôi. Cái bóc ra nó là inox sáng bóng luôn. Đó, và nó sẽ sử dụng là hai quả pin tiểu. Hai quả pin tiểu thì về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp cái pin tiểu vào cho em. Lắp pin tiểu vào. Đó. Và con này nó cân được 10 cân. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác chỉ còn 120.000 cho cái mã cân đức này thôi. 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Bao gồm là một súng và bốn đầu, một súng và bốn đầu nhá. Đấy, một súng bốn đầu massage như này, bốn đầu massage và một cái cáp sạc nhá. Một súng bốn đầu massage, một cáp sạc, lắp thử cho các bác xem này. Dây của nó sẽ là động cơ không chổi than và lõi bằng đồng nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Máy chạy rất khỏe luôn nhá. Đây mới là chế độ 1 này. Đấy. Có 5-6 chế độ tất cả cơ. Khi các bác sử dụng thì các bác giữ lì cho em. Đấy. Khi tắt bật thì các bác giữ lì nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Nó hình khẩu súng như này nên các bác lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này nhá. 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm các bác này. Đây. Dây tắm như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 15k cho một cái dây tắm như này nhá. 15k. Con này thì rất tiện luôn. Về nhà các bác cho xà bông xà phòng vào đây, nó sẽ là cái dòng cao su non mềm. Cao su non mềm như này thì các bác cho xà bông xà phòng vào đây là mình sử dụng thôi. Kéo ra như này nó có cái độ co giãn nhất định nhá và rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa tắm vừa kỳ cọ lưng, cổ, vai, gáy rồi chân tay đều được hết nhá. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là đi 15.000. Đấy, giá thanh lý cho bác chỉ còn 15k thôi, 15k. Đó. Đấy, đấy ứng dụng rất đơn giản luôn. Tắm trà lưng silicon hai mặt, giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, nó bằng silicon mềm như này thì các bác dùng nó massage thư giãn rất là tốt và rất là sạch sẽ, các bác chỉ cần treo lên là nó khô luôn. Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ 15k thôi, giá này là giá xả lỗ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng Hàn Quốc đây. Một lọ này của nó sẽ là 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng của Hàn Quốc made in Korea. Đấy, hàng của Hàn Quốc made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng. Giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này nhá. 40.000 cho một lọ 112g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Con này thì chuyên làm trắng răng nhá. Bác nào răng ố, răng vàng thì đưa hết vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ô Nhật nhá. Ô Nhật thì nó sẽ về đủ màu, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ bật ra này. Đấy. Nhấp như này nó sẽ bật ra cho em. Đó, nhấp này sẽ bật ra này. Nhấp này sẽ đẩy vào này, rất là tiện. Sau đó thì các bác sập cái này vào cho em. Nhấp này nhá. Tất cả cái này là đóng và mở đều phải nhấp hết nhá. Đây nó có hai mũi tên này. Mà bật lên và đóng xuống đều phải là nhấp hết nhá. Các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đây, đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Rất tiện ích luôn, màu sắc thì đa dạng. Đấy, rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đây các bác xem màu này, màu của nó đây. Màu xanh, màu đỏ, màu ngẫu nhiên nhá, 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông 90.000. 90.000 cho 3 đôi, tức là các bác mua chỉ mất đâu đó là vào 30.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi, tức là vào chỉ mất là 30.000 cho một đôi thôi. Đó. Đây. 90.000, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Chất liệu của rổ của nó thì nó sẽ là nhựa mềm nhá, nhựa mềm, nhựa nguyên sinh mềm.
Đây, đấy các bác thấy không? Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Ấn nó thoải mái luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k cho một bộ như này. Đấy, 90k cho một bộ bao gồm là 3 đôi, 3 đôi nhá. Cứ combo cho em luôn. Combo cho em là 3 rổ 3 chậu. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là 3 rổ 3 chậu như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa mềm, đập phá ném thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá ném thoải mái luôn, nhựa silicone mềm, à nhựa nguyên sinh mềm, cực kỳ xịn sò luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái xịt xoang các bác nhá. Đấy, xịt xoang đây. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt xoang giá sẽ là, con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 35.000 cho một lọ như này thôi. 35.000 cho một lọ xịt xoang như này. Các bác bị các bệnh về mũi kinh niên, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi dị ứng, mũi kích ứng mũi do thời tiết này. Đấy, do môi trường khí độc này. Đấy các bác. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác còn 35.000 một típ như này. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Và mua, nếu các bác mua 3 lọ thì sẽ là 100.000 cho 3 lọ nhá. 100k là bằng 3 lọ này. Đấy, bằng 3 lọ. Và 35.000 cho một lọ luôn. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi cho bác luôn. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa. Mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này. Hàng của Nhật đây. Brolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là nước hoa khô nhá. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp. Một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4. 4 một hộp sẽ, một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây. Đấy. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng nước hoa khô như này. Và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này, hoặc là lên thái dương, hoặc là lên phía sau cổ đấy, thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này, mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này, sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy. Hương Paris này, đấy, rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhé. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Đấy. Hàng pin Li-ion 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con là đều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin Li-ion 18650 như này. 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá. Dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy. Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình lại sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini, giá sẽ là máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này. Thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà, hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con này đều được luôn. Đây, đấy, nó sẽ có công tác điều chỉnh ở đây nhá.
Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này, và bật lên các bác, bật lên là đèn nó sẽ lên này, thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn, nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy, em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn, nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, công tác mình có thể dùng để mình đun nấu nó như một cái mâm gang nhá, nó như một cái mâm gang, rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi, các kiểu con đà điểu được luôn. Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà, các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có video thực tế. Đây các bác này, con này các bác có thể cho cả ấm sứ, ấm sành, ấm sứ lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy, nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà, pha trà, các kiểu con đà điểu luôn. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường kia một chút. Cầm cái đuôi, cả cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này cho em, xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện, và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến, và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá. Đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi. Nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là bị trùng tên các bác nhá. Đấy. Các này. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng. Khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can, cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện, vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện. Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng. Khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55k cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k. Đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Thì con này nó tiện hơn, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình. Ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây. Thì các bác lắp đặt vào sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước. Các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước, giá của nó sẽ là 50k. 50.000 cho một củ lọc nước như này. Tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox qua cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc này inbox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác nhé. Mẹo nhỏ mà có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của lại inbox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc này inbox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông,
Đấy, huyết áp ổn định đây, vừa là vàng, vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp, giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá. Cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn. Cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này, bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này, thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá. Khuy cúc áo, khuy cúc quần. Giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi. 35k cho một khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi. Nó có sẵn như này rồi. Về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả. Nó có sẵn ốc vít như này. Các bác về các bác bắt vít vào là trong. Cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Ở đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này, cực kỳ tiện lợi luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Từ giờ sẽ không phải lắc kìm bấm khúc. Thì rất là tiện luôn các bác. Chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100k nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc cho em. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này, tiếp theo là đến một cái giải LED hai bên như này. Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn, đèn pha khá là rọi nhá. Rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Bên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Bên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo, một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân. Thì về nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây. Thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng, và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Con đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Còn cái con đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, con này thì bên shop đang thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có 30k thôi. 30k trong con đèn cúc áo như này. Siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, siêu sáng luôn. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này. Các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không? Tiện không? Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini, hàng siêu nhỏ như này. Hàng siêu nhỏ như này để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn. Các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt, đầu tròn cho em. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá. Mẫu túi đây. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá. Túi nam. Con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây. Lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá. Và dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10 cm. Con này thì rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đấy, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn sò lắm, xịn sò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn sò con bò.
các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam, giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây, túi nam. Giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu đen và màu xanh như này nhá. Màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50, chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Có quay đeo quay sách đàng hoàng nhá, có quay đeo quay sách đàng hoàng. Đấy. Và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày đôi dép các bác đút vào đây cho em, rất là tiện ích luôn nhá. Đôi giày đôi dép đút vào đây, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá, ba lô da. Giá thì lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 125.000 một chiếc. 125.000 cho một con ba lô da hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này, hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con ba lô da như này, rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhá. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Nó lắp vào đây kia. Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k. Đấy, 65k nhá. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp vào mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy. Vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá, một hai đường nước như này. Các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này, có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này, có ren xoáy, ren siếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là vòi cam xanh. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video trân trọng gửi các bác cái máy kia massage cổ rồi. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đó là cái con bàn cờ các bác nhé. Các bác lên cho em là bàn cờ gỗ. Con này thì nó sẽ là bằng gỗ, giá sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là bàn cờ gỗ, giá sẽ là 70.000. Đây. Đây nó sẽ là các cái quân cờ như này này, các quân cờ như này và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng gỗ các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng gỗ cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Chất liệu bằng gỗ như này và có sơn màu nhá. Đường kính của nó thì vào khoảng là 3 cm. Chất liệu bằng gỗ và có sơn màu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai loại quân này, một quân màu đen và một quân màu đỏ nhá. Một quân màu đen và một quân màu đỏ như này. Thì các bác lên cho em là quân cờ gỗ nhá. Quân cờ gỗ cái này thì chỉ có quân cờ không thôi. Giá của nó sẽ là 70k cho một bộ quân cờ gỗ như này. 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này thì bộ này rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác. Đấy, bằng gỗ, dùng nó rất là thích này. Đấy các bác, đóng xuống bàn này kêu tanh tách luôn, dùng nó rất là đã nhá. Lên cho em là quân cờ gỗ, giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ như này. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này nhá. Đấy, lên cho em là quân cờ gỗ, giá sẽ là 70k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ. Thì cái này nó sẽ là hàng đầy đủ cả bàn cờ cả quân luôn. Và cái này thì quân của nó sẽ là cái dòng quân bằng ấy thôi. Quân bằng nhựa thôi. Quân của nó thì bằng nhựa và nó sẽ nhỏ hơn. Đường kính của nó thì nó chỉ vào khoảng là 2 cm thôi. Nó vào khoảng 2 cm thôi nhá. Giá thì sẽ là 80.000. 80.000 cho một bộ như này là bao gồm là cả bàn cờ và cả quân luôn. Đường kính thì nó vào khoảng 1.5 cm đến 2 cm và nó bằng nhựa. Đây. Đấy, nó sẽ bằng nhựa và các bác có thể bày biện như này. Cái này thì em cũng không biết chơi cho nên là em không biết bày đâu, em chỉ tượng trưng ở đây thôi. Đấy, tượng trưng ở đây thôi các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là cả quân bằng, cả bàn cờ bằng nhựa như này và cả một cái bàn cờ bằng giấy như này, thì tùy theo về các bác có thể sử dụng. Đấy. Là combo cho các bác luôn, cả bàn cờ và cả quân như này nhá. Thì các bác lên cho em là bàn cờ nhá, bàn cờ nhựa. Bàn cờ nhựa giá sẽ là bàn cờ nhựa này thì giá sẽ là 80k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn cờ nhựa này, bàn cờ nhựa. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Đây.
Đấy, bao gồm cho các bác là combo luôn, combo cho các bác nhá, là cả bàn cờ cả quân luôn. Thì các bác nhận được hàng thì quân nó sẽ nằm trong như này. Đấy, combo như này thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Có thể mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt, đi động được. Các bác mang theo. Đấy, lúc nào anh em rảnh rỗi thích thì mình lại chơi. Đấy, các bác lên cho em là đó là bàn cờ nhựa nhá. Bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này, 80k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái giá sản phẩm, đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao này. Đấy, đồng hồ thể thao. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao nhá. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi, 80k. Hàng siêu to siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, của thương hiệu Sportwatch các bác này, Sportwatch đồng hồ thể thao nhá. Ở đây thì có cả đèn luôn này, có đèn luôn. Đó các bác theo. Đây, có đèn rất là đẹp như này nhá. Và có cả chế độ là các bác điều chỉnh giờ rồi lịch liếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con đồng hồ rất là đẹp như này. Đấy, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn rất là đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80 cành trong con đồng hồ thể thao này thôi. Đấy, rất thàm hố luôn. Con này mà các bác đeo vào thì cực chất luôn nhá, cực chất luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao, đồng hồ thể thao. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. 80.000 nhá, 80.000 cho một em đồng hồ thể thao như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn, giá siêu rẻ luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, các bác lên cho em là cà lê nước nhá, cà lê nước. Con này độ mở của nó sẽ là 68mm. Đấy, mở hết cỡ như này sẽ là ra được 68mm nhá. 68mm thì các bác dùng cái loại ống 68-70 là ok nhá. Ống 68-70 là ok. Thì đa số là các cái thợ sửa nước các thứ thì cái con ống 68-70 này dùng là ok lắm rồi, dùng ok lắm rồi. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 15cm. Đấy, 15-20cm. Thì các bác dùng để sử dụng cho các cái hệ thống ống nước các thứ nhà mình, xoáy ống nước các thứ nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55.000. 55k cho một cái bộ cà lê nước như này. Đấy, lên cho em là cà lê nước, giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. Độ mở của nó sẽ là 68mm, tức là từ ống 68 trở về là ok. Mà cơ bản thì nước cũng chỉ sử dụng ống 68 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy hút bụi đại nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút bụi đại này. Đấy, hút bụi đại, giá của nó sẽ là 450k. Đấy, hàng to luôn. Hàng này hàng to, hàng khủng luôn. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá. Và con này thì nó là dòng sử dụng điện nhá. Máy của nó thì dài khoảng gần 40cm. Hàng siêu nặng luôn. Khi các bác tháo ra thì bấm cái lẫy này cho em là cái nó sẽ tuột ra này. Đấy, ấn cái lẫy này cho em là nó sẽ tuột ra. Còn khi các bác lắp thì chỉ cần là ấn vào như này là nó sẽ vào thôi. Các bác ấn vào như này là nó sẽ vào này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy ở đây. Các bác đặt vào đây cho em. Nhấp là nó sẽ vào. Đấy, nhấp là nó sẽ vào thôi. Các bác nhấp đặt vào này sau đó thì các bác đây. Nó sẽ có cái lẫy ở dưới này các bạn này. Các bác đặt đúng cái lẫy này cho em này. Đấy, đặt đúng vào giữa cái lẫy đỏ này. Sau đó các bác nhấp là nó sẽ vào này. Đấy, nhấp là cái lẫy này sẽ vào. Đó, và bật lên này. Con này thì dây của nó thì nó sẽ dài khoảng là 2-3 mét nhá. Dây dài khoảng 2-3 mét. Cái này thì em cũng không đo, nhưng mà dây nó sẽ dài khoảng 2-3 mét. Cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đây, cắm trực tiếp điện 220V. Bật lên này. Con này thì hút siêu khỏe luôn đây các bác này. Em sẽ hút thử cái dây bóng cho bác xem này. Đấy, bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn. À, nó hút khỏe chưa? Đây. Đấy, các bác nghe nó hút này, nó hút này. Đấy. Đấy. Các bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn nhá. Các bác có thể dùng để mình lắp vào trực tiếp như này, mình hút bụi này. Hả? Chiều hợp đồng thì các bác này, đấy, hút này. Hút rất khỏe luôn các bác nhá. Hút rất khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn nhá. Đây là một cái đầu này, đấy. Tiếp theo đây một cái đầu nối dài nữa này. Đây một cái đầu nối dài nữa này. Đấy. Một cái đầu nối dài nữa này và rất nhiều đầu khác nữa nhá. Đây. Và đây là cái đầu hút này, đây cái đầu hút này. Các bác có thể lắp trực tiếp vào đây này, hoặc là lắp qua những cái đầu này được này. Đấy, lắp qua những cái đầu này. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều đầu kết nối. Và các bác có thể lắp qua những cái đầu dài này nữa này. Lắp qua những cái đầu dài này nữa. Đó, thì nó rất là nhiều đầu để các bác kết nối thì về nhà các bác vừa đầu nào thì các bác cứ kết nối vào cho em. Về nhà các bác ngâm cứu sau đó thì mình kết nối các cái đầu nguồn này vào cho em. Đây, đấy, đây nó sẽ là ở cái đầu này các bác này. Đấy, ở cái đầu này. Nói chung là nó nhiều đầu kết nối lắm. Thì về nhà các bác cứ kết nối vào cho em. Đấy, nó nhiều đầu lắm. Và nhiều cái phần để các bác có thể kết nối vào được. Đấy, thì cái này nó cũng là hàng mới. Đây, đấy, kết nối vào đây cho em này. Sau đó thì các bác đã kết nối cái này vào đây này. Đấy, kết nối cái này vào đây. Đây, đấy, kết nối cái này vào đây này. Đấy, có thấy không? Kết nối vào đây cho em. Đó, để mình sử dụng cái con dài này. Đấy, sử dụng con dài này ở đây nhá. Con dài này ở đây để các bác sử dụng mình hút thảm này,
rồi các cái vị trí khác đều ok hết nhé. Đấy, đây các bạn này. Đấy, hút rất là ok luôn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Cả cái biển của em nó nhấc lên luôn. Nói chung là con này nhiều đầu, nhiều phụ kiện lắm. Con này hàng to, công suất của nó là 1000W, rất nhiều đầu, nhiều phụ kiện đi kèm. Đây, đấy, các cái phụ kiện đi kèm của nó này. Đấy, và các cái đầu phụ kiện đây, rất nhiều các bạn. Đây, cả những cái đầu này nữa này. Đây, những cái đầu phụ kiện này nữa này. Về nhà thì các bác có thể mình tự ngâm cứu rồi mình mày mò mình tự ngâm cứu cho em. Đó, khá là nhiều phụ kiện luôn. Khá nhiều phụ kiện các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Hút bụi đại giá sẽ là 450k. 450.000 nó con hút bụi đại như này. Công suất của nó sẽ là điện 220V, 1000W, cực khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đấy, hút dính tay vào luôn các bác này. Đấy. Rất là khỏe luôn. Khi tháo ra thì mình nhấp cho em cái lẫy này là nó bật ra này. Đấy, và sập vào thì các bác lại ấn là nó sẽ sập vào thôi. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 450k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một sản phẩm đó là cái massage vai gáy nhá. Đấy, cái con này nó sẽ là máy massage vai gáy này. Đấy, máy massage vai gáy đây. Rất tiện ích luôn. 320.000 cho con massage vai gáy như này. Đây. Đấy, con này thì hàng này nó sẽ là hàng sử dụng pin nhá, sử dụng pin sạc. Đấy, thì nó kèm cho các bác một cái đầu cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái cáp sạc của mình. Đây. Đây nó sẽ là một cái đầu kết nối cáp như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Và con này thì nó sử dụng bằng pin nhá, sử dụng bằng pin. Đấy, thì nó sẽ về nhà là các bác chỉ cần bật lên là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, nút nguồn này các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn lên này, đây. Các bác bật nguồn lên là nó sẽ co bóp như này, này. Đúng như cái bàn tay luôn. Đó, các bác thấy chưa? Co bóp như này. Giá chỉ có 320.000 thôi. Massage vai gáy nhá. Các bác lên cho em là massage vai gáy 320.000. Đấy, và nó sẽ có pin và có các chế độ như này. Các chế độ như này các bác nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Đấy, tắt nguồn đi. Bật lên. Đấy, nó sử dụng bằng pin. Nó như một cái cánh tay nó co bóp luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem. Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Và rất tiện ích cho các bác sử dụng con này. Các bác đeo vào cổ cho em. Đấy, khi làm đấy, các bác chỉ cần nhấp nguồn. Khi mà tắt đi thì các bác chỉ cần nhấn nhẹ thôi. Còn khi bật lên thì các bác giữ lì cho em. Bật lên thì giữ lì nhá. Còn khi tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát này là nó sẽ tắt luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Thì em lại lên hình tí cho nó vui. Đây các bác này. Đó. Đây nhá. Các bác đeo vào cổ này cho em này. Đấy. Cái này thì em cũng chưa dùng bao giờ cho nên là cũng không rõ lắm là cái cách thức sử dụng như nào. Đấy, nhưng các bác cứ đeo như này cho em. Sau đó thì nó sẽ có cái nút nguồn. Các bác xem cái nút nguồn ở đâu thì các bác bật lên. Đây nút nguồn đây. Các bác giữ lì cái nút nguồn này cho em. Đó, bật lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Và các bác cứ giữ đai vào này cho em này. Đấy, nó sẽ chồm vào cổ vai gáy cho các bác này. Con này dùng rất là đã luôn, thì các bác có thể dùng để mình massage cổ vai gáy rất là tiện. À, cũng khá là phê đấy các bạn. Đó, và cái dòng này nó là sạc pin thì các bác có thể ngồi khi làm việc này. Đấy, hoặc là khi mà các bác thư giãn buổi tối này thì rất là tiện luôn. Mà đặc biệt là cái giá của nó lại rất là ưu đãi, chỉ có 320.000 thôi. 320.000 bên em đã bao ship đến tận nhà rồi. Đây em sẽ lên mạng để em xem như nào nhá. Các bạn này, đấy, các bạn thấy không? Đây. Hoàn thiện hơn mà giá đấy. Không đổi, thiết kế của M3 Pro này vẫn giữ nguyên được đến máy massage cổ đây. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Ông ai là sướng như con mình nhà em. Đấy. Mỗi một lần hàng mà cứ về. Đây, về các bác thắt cái đai này và cho em này giữ như này này. Đấy. Hôm nay thì về tiếp tục một cái lô máy massage cổ vai gáy cho chị em mình. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái đai như này. Cái đai này các bác thắt ngang xuống dưới cho em này. Đấy, còn cái dây to này để các bác đeo này. Nó sẽ hoạt động trên cơ chế là bàn tay. Đấy. Và nó sẽ có cái chức năng là xoa bóp cổ vai gáy chân tay. Đấy, rất tiện ích luôn các bác nhá. Các bác có thể dùng để nằm hoặc là mình nằm hoặc là mình đứng cũng được. Nó rất tiện luôn. Chuyên massage cổ vai gáy cho các bác nhá. 320.000 con này cực khủng luôn. Cực khủng, dùng cực kỳ ngon luôn. Đây nhá, con này chất liệu của nó bằng da này, rất xịn sò luôn các bạn. Hàng của nó cực kỳ chất lượng luôn. Hàng chất lượng, giá hợp lý các bạn. Đây các bạn này, đấy. Các bạn thấy không? Đây. Cái thân cái tay của nó này, cái tay của nó sẽ bóp trực tiếp là xuống cái vai này, hai cái tay nó bóp cái vai này. Còn hai cái tay to này thì nó sẽ là các cái viên bi này. Các cái viên bi nó sẽ bóp vào gáy cổ cho các bác này. Đấy, và cái đai này thì các bác đeo vòng ra đằng sau lưng. Còn nếu các bác muốn tăng cái độ mạnh lên, quay mình trước. Đấy, các bác muốn tăng cái độ mạnh lên thì hai tay của các bác cầm, các bác kéo cái này xuống này. Đấy, các bác kéo cái này xuống. Đó, để mà tăng cái độ chặt lên nhá, tăng cái độ bóp mạnh lên. Đấy, thì các bác muốn bóp mạnh thì các bác tăng cái độ bóp mạnh lên. Đây,
hai cái viên bi của nó này, những cái viên bi của nó sẽ tì vào cổ vai gái như này, quay đằng sau. Đấy, và đây là cái tay của nó này, nó sẽ tì ở đằng sau vai này. Đấy, và đây là cái dây đai nhá. Thì các bác đeo đúng như này cho em, đeo đúng như này cho em. Đó, thì con này bóp rất là phê luôn. Sướng không em? Sướng quá. Đấy, và đây nó sẽ có các chế độ này. Chế độ lên theo kiểu là trên lên xuống này, chế độ xoay vòng tròn này. Đấy, và chế độ đấm bi này. Và đây là cái nút nguồn này. Nguồn thì các bác chỉ cần tắt một lần là nó sẽ tắt luôn, còn khi bật thì các bác giữ lì này cho em. Bật thì giữ lì là lên đèn là hoạt động này. Đấy, còn tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát là tắt. Rồi, ok các bác. Đó. Lên cho em đó là máy massage vai gáy nhá, 320.000đ. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này, ống nhòm 3D. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này, đẩy lên được như này, và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây chứ em. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi, nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá, thiết kế khá là ngầu đấy các bác. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi, nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhá. Lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm. Giá sẽ là 90k một chiếc nhá. 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này, cái chân của nó về nhà các bác sập ở đây cho em này. Đấy, sập ở đây cho em. Đó, cái chân của nó về thì các bác sập ở đây cho em. Đây, chân sập ở đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần là cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy, thì các bác có thể để đề co trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23 cm nhá, và chiều cao tổng thể của nó là 10 cm. Đấy, 23 10. Đấy, chiều cao là 10 cm và chiều dài là 23 cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED mới này, đồng hồ LED mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ LED mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Còn đây là cái mẫu đồng hồ LED cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ LED cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây, cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn. Nó hàm hố hơn. Đấy. Thì mẫu lên cho em là đồng hồ LED cũ nhá. Đồng hồ LED cũ giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu LED mới này thì hàng to đẹp hơn, một cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ LED mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn, cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn. Thì các bác có thể lấy mẫu cũ, lấy mẫu mới thì đồng hồ LED mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này, về nhà các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là
là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết. Thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam đây này. XL là xanh lam này, có phải không? XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy có hai màu, màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây, các bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy. Cái này của nó khá là dày luôn nhá và có điều chỉnh sáng tối nhá. Có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy, có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone, hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bạn, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bạn này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bạn nhá. Đây, California các bạn này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Made in Japan. Đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang như này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhá, 150k này. Tai nghe iPhone không dây, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó. Đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi. Và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các cái tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con
cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Socani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là, công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Socani, giá bao nhiêu nhỉ? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này. 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh, cối bằng thủy tinh, cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy. Con cối khổng lồ đây. Đấy. Một cối một thân máy như này, một cối một thân máy này các bác này. Đấy. Một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhá, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con là điều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bác. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhá. Đây các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhá. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn các bác thấy không? Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bác. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bác này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây, các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con là điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngước nào cũng được, sập ngước nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây. 1000W này, 28 cm, điện 220V. Công suất 1000W. Cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán cả 1000 con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng. Giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000. Con này khá tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng.
Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp. Con này thì nó sẽ có cái phần này nó có thể gấp gọn vào được như này. Công suất của nó sẽ là 10A 250V và 2500W. Con này mắc của nó là 2500W, cực kỳ lớn luôn. Thì nó rất là tiện ích, khi mà các bác dùng thì mình sẽ cắm vào, sau đó thì mình có thể là gấp gọn vào như này. Đấy, thì các bác ví dụ như là kê vào các cái vị trí như là bàn ghế này, hoặc là các cái vị trí khác thì các bác có thể cắm vào này. Đấy, cắm vào cho em. Cắm vào như này. Đấy, cắm vào như này thì các bác gấp gọn vào được, nó rất là gọn nhá. Và nó thì một ổ này của nó sẽ có là 3 chân này, 1 2 3, 3 chân. Đấy, các phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. 3 chân kết nối đều bằng đồng hết thì con này dùng rất là tiện này các bác này. Đấy. Và giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Đây, ví dụ các bác muốn tăng ổ lên nhá. Các bác muốn tăng ổ lên cho em này. Đấy. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ví dụ các bác muốn tăng ổ lên thì các bác có thể cắm vào như này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Thì 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3 tức là các bác sẽ có 6 ổ này và các bác có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể điều chỉnh như này. Đấy. Có thể gập lên gập xuống tùy theo. Đấy, mình để mình sử dụng nhá. Và cắm được rất nhiều ổ luôn. Đó. Còn bình thường thì các bác cứ dùng một ổ một cho em, một ổ một cho em. Thì mình dùng nó rất là tiện. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá, ổ điện gấp. Con này thì bên em bán giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá này là giá thanh lý rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là ổ điện gấp này, ổ điện gấp. Ổ điện gấp giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một cái như này luôn. 15.000 cho một cái như này và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 50k, à 3 cái là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, giá rất rẻ luôn. 40.000 cho 3 chiếc và các bác mua một chiếc thì sẽ là 15k nhá. Đấy, ổ điện gấp 15.000 một chiếc như này và giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc ổ điện gấp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt này. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật này con này. Đấy, thép SK5 nhá, thép SK5 sáng bóng, hàng made in Japan. Đấy, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship nhá. 230k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này. Con này hàng 1 cân nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là đã luôn. Hàng của nó là nặng tới 1 cân luôn. Đấy. Dày của nó vào khoảng 5-7 ly. Đấy, hàng liền thân như này. Chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao Thái Vân gỗ nhá. Đây. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi. Hàng made in Japan, chiều dài của nó là 30cm, đúc liền thân khâu đầu khâu đuôi như này. Lên cho em là dao Thái Vân gỗ, hàng siêu bén luôn. Đây. Đấy, dọc cả dây bóng như này là các bác biết độ bén của dao rồi. Dọc cả dây bóng này là khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Riêng dây bóng mà đã dọc được như này thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, dọc dây bóng các bác này. Đấy. Dọc dây bóng thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Dao siêu bén luôn. Đây các bác này, dao rất bén luôn. Hàng thì siêu sắc bén nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Vân gỗ nhá. Đấy, dao Thái Vân gỗ. Dao Thái Vân gỗ này. Đấy. Dao Thái Vân gỗ. Thái Vân gỗ. Giá sẽ là 120k. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 200.000 và bao ship cho bác cho một con đồng hồ hộp đen như này. 200k bao ship. Có kèm sẵn cho các bác là một cái vít và một viên pin luôn. Kèm sẵn một vít, một pin. Đấy, về nhà các bác dùng hết pin thì thay tháo pin cho em. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng chạy pin nhá. Hàng chạy pin. Đấy, con này hàng chạy pin. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ hộp đen như này. Đấy. Màu thì sẽ là màu vàng mà em lên, nó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Đó, rất đẹp luôn. Có lịch liếc đàng hoàng nhá. Có lịch liếc đàng hoàng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. 200.000 và bao ship cho một con đồng hồ hộp đen như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thép mạ vàng 18 carat không gì nhá. Thép mạ vàng 18 carat không gì. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá đây, đồng hồ hộp đen này. Đồng hồ hộp đen 200.000. 200.000 cho con đồng hồ hộp đen như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái con đồng hồ đó là con đồng hồ thể thao nhá. Đấy, con đồng hồ thể thao như này. Con này thì nó sẽ là cực kỳ chất thể thao luôn con này. Cực kỳ chất thể thao luôn. Đó, có đèn sáng này. Có đèn sáng các bác này. Đấy, đeo vào cực kỳ hàm hố luôn. Rất đẹp các bác này, đeo vào rất đẹp luôn. Sport watch này, đồng hồ thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là ba lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k thôi. Giá siêu rẻ luôn, không ngờ một con đồng hồ đẹp như này. Đấy, 80.000. Đấy, một con đồng hồ đẹp chất lượng hàm hố như này nhá, mà giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ hàm hố luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k các bác nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con chim này. Đấy, con chim thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, nó sẽ là dòng một con này. Đấy, nó sẽ là dòng một con như này. Và nó sẽ có cho các bác là dòng một con nhá. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là dòng một con và có sẵn cho các bác là cả dòng hai con luôn. Đấy, các bác không dùng thì các bác tắt pin đi cho em. Đấy, bật lên này, rất là tiện luôn. Đó, chim hót. Con này thì nó đang bị yếu pin nhá. Đang bị yếu pin rồi các bác này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là dòng hai con như này. Con hai con này thì đấy, tất cả nó đều lúc lắc được như này hết nhá. Đấy, lúc lắc được như này hết này. Đấy, lúc lắc như này hết nhá. Đấy. Các bác cứ động như này là nó sẽ dục chuyển và nó sẽ hót này, rất là hay luôn. Đấy, cái hộp này thì các bác có thể đựng tăm và bỏ thêm cả tăm vào đây nhá. Hộp đựng tăm này rất là tiện luôn. Các bác có thể để trên bàn, vừa trang trí vừa đựng tăm này, vừa làm vừa là đựng tăm vừa là nghe chim hót luôn, rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chim 1 và chim 2 nhá. Chim 2 giá sẽ là 220.000 và bao ship. Còn chim 1 thì sẽ là 150.000. Đấy, cái hai con này sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Đó, còn con một con thì giá của nó sẽ là con một con này thì giá của nó sẽ là 150.000 các bác nhá. 150.000. Đấy. Con này nó đang bị yếu pin rồi. Đấy, còn các bác về các bác lắp pin và là nó sẽ lại chuyển động như bình thường này các bác nhá. Đấy, con này nó đang bị yếu pin. Đấy. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây, đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đây, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy, hàng bên em thanh lý siêu thị nhé. Hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhé. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá. Đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhá. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy. Hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã thì các bác muốn lấy cái mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Con đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000.
đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá, 450.000. Đó thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5k một chiếc nhá. 5k trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Đây mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB đấy. Đèn USB, giá sẽ là 5k một cái nhá. 5k cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5k một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh. Và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Nên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi. Và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ. Chổi cọ rỉ này, đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ, đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoong đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này, lớp thép như này. Thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này. Đấy, nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Nên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này, giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây. Hình con này hình như là nó là con sư tử các bác này. Đấy. Đây. Đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé. Giúp cho các bác đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy, cái quạt trần đây. Giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây, các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá. 100k 1 2 3 4 5.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy. Chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã cho em là bộ rổ vuông giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ các nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim nó biết vào cho em là xong. Đó. Lắp kim nó biết xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng và chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Đây mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này thôi. Đấy, có nắp đậy nhá, nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một âu như này, dung tích của nó là 2.8 lít nhá, 2.8 lít. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có 1, 2, 3, 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngăn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngăn và sẽ có cái nắp đậy cho bác như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80.000 cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80.000. Dung tích của nó là 2.8 lít cả vỏ nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu sắc màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên. Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhé. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em này. Đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá. 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có trắng men pha lê. Men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc, giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một bộ như này, giá siêu rẻ luôn. Siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đây, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm, các bác dùng thì vô sự tư thoải mái luôn, không bao giờ lo bị gọi là không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này
Lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc, các bác lên cho em là thuốc kiến gián nhá, thuốc kiến gián đấy. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là, bên shop bán cho các bác combo là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, bên em bán từ ba lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián, giá sẽ là 20.000 cho ba lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ, đấy, tức là 30.000, nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho ba lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho ba lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhá. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho ba lọ thuốc kiến gián như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây, đấy, các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến, có gián nó trú ẩn nhá, là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho ba lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái máy, cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, đèn trợ sáng dành cho xe máy này. Đấy, xe máy, xe đạp điện đều lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000K này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá. Có cả phần đai để các bác bắt vít này, ốc vít cái thứ đầy đủ nhá, combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn áp quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn áp quy cho em. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Đây. Đấy, pha của nó rất là rọi thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok, lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy, thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây là mình bấm là xong. Đó. Lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này thì rất là tiện để cho các bác mình về mình sử dụng trong các cái hoạt động như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt tới này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần, các loại quần áo, quần bò, quần miếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây, nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên. Mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này thì các bác có thể để chồng lên 5-10 khay một lúc được. Đấy, chồng lên 5-10 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần đẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây, em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm rồi, em bỏ trong tủ nha em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn. Người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đây các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời. Và nó rất là tiện, anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa? Anh em ơi, đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Đấy, chỉ cần đẩy cái lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em, giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em có bác mua hàng cho mình.
15.000 chiếc mua 5 tặng 1 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xi giày. Thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày. Có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm mới lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40k cho một 40k cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này. Sau đó thì các bác đánh lên giày như này, sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhá. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40k trên một lọ nhá. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40k trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quẹt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá, 40k trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy chuyên đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián, nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k thôi. Hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá, 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bác này. Là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị. Giá chỉ có 35k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa các bác này. Bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nhá. Hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa. Đấy, vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ ở đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok. Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195k nhá, 195k. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195 cành cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Hello chào các bác nhá. Đấy thì chào các bác đến với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop tiếp tục về các cái mã hàng rất là đặc trưng để gửi tới các bác nha. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái lô đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP bên shop về số lượng và giá thì giá thanh lý. Đấy, bên em ôm lô siêu thị của Nhật và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thương hiệu Geneva này, Geneva. Hàng của Nhật sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu vàng, hai là màu bạc như này. Màu vàng, màu bạc như này. Đồng hồ thì nó là dòng đồng hồ VIP rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy. Một con đồng hồ như này, giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP giá sẽ là 150.000. Có hai loại, một loại là màu vàng và một loại là màu bạc. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Mặt sapphire chống xước nhá. Mặt sapphire chống xước, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy, ở đây thì nó rất là nhiều các cái nấc đo ở bên trong này các bác này. Đó, và giá thì có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn nhá. Có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn. Giá thì rất tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP, giá sẽ là đồng hồ VIP này, giá sẽ là 150.000 một chiếc, có cả màu vàng, màu bạc nhá. Lên cho em là đồng hồ VIP này. Đồng hồ VIP giá của nó sẽ là 150k một chiếc. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đồng hồ VIP 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao gấp đây. Đấy, đây nó sẽ là một con dao gấp gọn như này. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là dao gấp nhá, 20.000 cho một con thôi. 20k cho một con dao gấp như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng có hai chức năng. Một là các bác dùng để gọt hoa quả này, hai là các bác dùng để bật bia này, bật bia khui bia rất là ngon luôn. Thì các bác dùng một trong hai chức năng này đều ok và nó có thể gấp gọn được. Đấy, khi mà gấp gọn vào thì nó vào khoảng là 7-8 cm thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Dùng để bật bia rất là ngon luôn này. Đấy, hoặc là dùng để gọt hoa quả, thái rau, thái dợ, dùng để đi phượt này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan này, siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Đây Japan. Lên theo là dao gấp giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 này. Đấy, 20.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đấy, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa Honda nhá, móc khóa Honda. Đấy, con này thì sẽ là 25.000 một chiếc. 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này.
và bác nào cũng mua 5 bên em cũng tặng 1 luôn. 20.000 cho 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Móc khóa Honda. Lên trên là móc khóa Honda này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái móc khóa da nhá, móc khóa da. Đấy, móc khóa da. Con này thì bên em bán 20.000 một chiếc và cũng mua 5 tặng 1 luôn. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Cứ mua 5 là tặng 1 này. Móc khóa da này thì sẽ là 20.000, móc khóa Honda này thì sẽ là 25.000. Mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đó. Thì các bác lên cho em đó là móc khóa Honda thì sẽ là 25.000 nhá. Còn móc khóa da này sẽ là 20.000, đều là mua 5 tặng 1. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng móc khóa như này. Con này thì nó con Honda này sẽ là bằng thép nhám nhá, bằng thép nhám. Con này thì nó dùng để tặng cho những người mua xe ô tô của nó nhá. Còn đây là con móc khóa bằng da này, móc khóa bằng da. 20.000 mua 5 tặng 1, con này cũng 25.000 mua 5 tặng 1 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còi cứu hộ này, còi cứu hộ đây. Đấy các bác lên cho em là còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái còi cứu hộ như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả la bàn, cả đo nhiệt độ luôn, đa chức năng nhá. Đấy bên mặt này của nó sẽ là đo nhiệt độ này, đấy mặt này đo nhiệt độ này, mặt này của nó sẽ là la bàn này. Các bác lên cho em là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ. Đấy thì con này các bác có thể dùng để mình đi rừng đi phượt. Đấy, hoặc là đi du lịch thì rất là tiện này. Đấy các bác thấy không? Kêu tiếng kêu của nó rất là hay luôn. Hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội kêu cực hay luôn và có quay đeo như này. Lên mã giúp cho em đó là còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Giá của nó sẽ là 25.000. 25k cho một cái còi cứu hộ như này nhá. 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo gấp nhá, kéo gấp. Đây. Giá thì chỉ có 15 cành cho một con như này thôi. 15 cành cho một cái kéo gấp như này. Và bác nào mua thì mua 5 bên em cũng tặng 1. Hàng nhỏ nhưng mà có võ nhá. Mỏ nhưng nhỏ nhưng có võ này. Rất sắc bén các bác. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây, rất sắc bén luôn. Đấy, hàng nhỏ mà có võ cho các bác luôn. Rất sắc bén nhá. Rất sắc bén luôn. Giá thì bên shop đang đây. Rất sắc bén các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây, đấy, rất sắc bén luôn. Nhỏ mà có võ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là kéo gấp nhá, 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 tặng 1, kéo gấp 15.000 một chiếc, cũng mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, kéo gấp 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đây, nó sẽ là kéo gấp đựng trong hộp như này, trong cái túi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, kéo gấp này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây, các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái chuông thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chuông đồng này. Đấy, chuông đồng như này. Con này thì bên shop bán sẽ là 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này nhá. 100k cho một chiếc chuông đồng như này. Con này thì rất là tiện luôn con này. Đấy. Các bác dùng để mình làm cúng lễ này. Đấy. Hoặc là dùng vào các cái công việc mà đúng theo nhu cầu của các bác thì mình lấy các bác nhá. 100.000 cho cái chuông đồng như này con. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da, hàng VIP cho các bác luôn mà giá thì cực hạt rẻ nhá. Đây, đồng hồ dây da đẹp như này. Các bác thấy không? Đấy, đồng hồ dây da đẹp như này. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây, con này thì nó sẽ là mặt số La Mã, còn con này thì nó sẽ là mặt số thường nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 50k, không thể tin nổi luôn nhá. 50k cho một con đồng hồ dây da như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50 cành một chiếc nhá. Đấy, mặt của nó là mặt sapphire này. Mặt sapphire và có ánh dạ quang rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ví cúc nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví cúc đây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một con ví cúc như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái cúc này để các bác cài này. Và đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Các cái ngăn đựng thẻ thùng này, rất nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Các bác có thể đựng được 1, 2, 3, 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái thẻ được luôn nhá. 8 thẻ được luôn. Đấy, và có hai ngăn to như này. Và có cúc cài như này, các cúc cài này. Và nó rất là mỏng luôn, thì các bác dùng không sợ bị cấn nhá. Đấy, không sợ bị ngồi nó đè lên nó cứng nhá. Giá thì sẽ là 100.000, lên tiên là ví cúc, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng số điện thoại nhá. Bảng số điện thoại trên ô tô thì các bác có thể để trên ô tô để khi mà xe mình đỗ ở đâu đấy mà cần phải có người để cần phải người ta cần liên lạc cho mình thì người ta sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Đấy. Thì lên cho em là bảng số điện thoại nhá. Giá sẽ là 20.000. Bảng số điện thoại ô tô 20.000 cho một cái bảng số như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây. Đấy, lắp cái số vào đây và có miếng dán. Các bác chỉ cần dán lên đầu xe cho em là xong nhá. Bảng số điện thoại ô tô giá sẽ là 20k nhá. 20k một chiếc. Đó, 20k cho một cái chiếc cho một cái hộp bảng số điện thoại ô tô như này. Đó, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi
đuôi đèn hai đầu nhá, đuôi đèn hai đầu. Thì con này nó sẽ là đuôi đèn cảm biến. Về nhà các bác chỉ cần việc là xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của mình thôi, xoáy đuôi cũ của mình xong mình xoáy cái bóng mới vào đây thì nó sẽ là dòng cảm biến đi qua thì nó sẽ tự sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt, rất là tiện. Nó sẽ có điều chỉnh là ban ngày ban đêm hoặc là sáng cả ngày. Đấy, và có điều chỉnh là 220 giây, 32 giây và 16 giây. Đó. Con này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn hai đầu. Đuôi đèn hai đầu giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái đuôi đèn hai đầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chén đồng nhá, chén đồng. Đấy, đây nó sẽ là một cái chén đồng như này các bác này, chén đồng như này. Bên shop bán thì sẽ là 50k cho một cái chén đồng như này nhá. 50.000 cho một cái chén đồng như này. Các bác có thể mua để về mình uống rượu này, hoặc là uống trà này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng là cúng lễ này, hoặc là các bác có thể dùng để mình trưng bày rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây. Đấy, rất đẹp như này. 50.000 một chiếc và bán theo trục thì sẽ là 40.000 một trục nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái đế nóng nhá. Đấy, con này cắm điện lên cái là nóng luôn. Mâm của nó là mâm gang và sẽ có số như này, 1 2 3 4 5 số như này nhá. Cắm lên cái là nóng luôn, có on up cho các bác luôn nhá. Và con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình cái mặt này của nó thì tầm 10 cm. Mình dùng để mình đun nóng ví dụ như là ấm nước này, hoặc là nấu này, xào này. Đấy, đồ xong rồi các bác đặt lên đây là đều làm nóng được hết nhá. Giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em đó là đế nóng nhá. Đế nóng giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt của thương hiệu Makita đây. Quạt đây, rất mát luôn. Sẽ có cho các bác là hai cấp số nhá. Hai cấp số như này. Đấy. Hai cấp số, siêu mát luôn các bạn. Các bác nghe tiếng gió này. Đó. Con này thì giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác. Các bác lên cho em đó là quạt tích điện Makita nhá. Giá sẽ là 380.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm huấn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác cái lấy vít gãy nhá. Lấy vít gãy. Một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 6 mũi tất cả. Bộ của nó sẽ bao gồm là 6 mũi. Thì combo cho các bác sẽ là 6 mũi lấy vít gãy như này. Thì về nhà các bác sử dụng thì các cái vít mà nó bị gì sét này, bị lâu ngày các bác không xoáy được ốc rồi được thì các bác đưa cái này vào cho em. Đưa cái này vào là các bác rút phát một là nó sẽ ra luôn nhá. Lên cho em là lấy vít gãy. Con này thì giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 cho một hộp như này. Lên mã giúp cho em là lấy vít gãy 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi măng dẻo nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên cho em là xi măng dẻo giá sẽ là 20k. Đây khi các bác bóc ra thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, ở các cái vị trí ví dụ như là hộp điện này rồi điều hòa này, hoặc các cái vị trí nào mà các bác không dùng mà mình cần phải bịt lại thì các bác dùng cái xi măng dẻo này cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn nhá. Mình chỉ cần là đấy các bác bóc vào sau đó thì các bác đắp vào cho em là xong. Nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 cho một bịch này thôi. Đấy. Các cái vị trí nào mà bị hở này mà các bác cần phải bịt thì dùng cái này kia, nó rất là tiện nhá. Đấy. Vừa chống chuột chày, côn trùng, kiến gián, khử mùi rất là tốt luôn. Lên cho em là xi măng dẻo giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái bộ chuyển đổi nguồn nhá. Chuyển đổi nguồn con này thì nó sẽ là chuyển từ áp quy. Đấy, chuyển từ áp quy 12V sang điện 220V. Nó lên tới công suất của nó lên tới 3100mA nhá. Đấy đây. Thì con này nó rất là đơn giản thôi, nó sẽ là các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cho em. Sau đó thì nó sẽ cấp ra cho các bác kích nguồn lên, nó kích nguồn lên 220V nhá. Kích nguồn lên 220V. Đấy, các bác có thể dùng là 12V hoặc là 24V đều được nhá. 12V hoặc 24V đều được và nó sẽ kích nguồn lên cho bác lên điện 220V. Thì khi mà bị mất điện này thì các bác có thể kẹp vào cái áp quy của xe máy này, hoặc là các bác có thể dùng có những cái bình áp quy sẵn thì các bác cho vào cho em. Đấy, và các bác có thể dùng để mình kích điện lên để mình lấy điện thắp sáng này, hoặc là nấu cơm này. Đấy, thì đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là bộ kích điện nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ kích điện này. Nó dễ. Đấy. Bộ kích điện này, bộ kích điện. Bộ kích điện giá sẽ là 175.000. 175k cho một cái bộ kích điện như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ kích điện giá sẽ là 175k. 175.000. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ vào khoảng là đi 328 đồng. Đó, 328 chi tiết đây. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đều đủ cả cho bác luôn. Đấy. Thì cái này nó sẽ là thuộc dạng gen co, các bác chỉ cần đưa vào đấu nối sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi là xong. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Tên mã ưu tiên đó là gen co nhiệt nhá. Gen co nhiệt giá sẽ là 50.000. Đó, gen co nhiệt giá của nó sẽ là co nhiệt này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng bóng đèn mà có 3 cánh. Đấy, bóng đèn 3 cánh. Cầm tranh mấy cái bóng đèn ra đây hết đây. 5 cánh với cái mini luôn. Đó. Đây thì nó sẽ là một cái bóng đèn 3 cánh như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, đây. Đây các bác nhá. Đó. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, 3 cánh. Và của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy, rất sáng các bác này. Công suất của nó thì bóng đèn 3 cánh hả? Ờ, bóng đèn 3 cánh. Và công suất của nó thì con này là nó sẽ vào là đi đây, em xem mặc định của nó cái này là bao nhiêu watt đây. Cái này của nó sẽ là 45W nhá. 45W, rất sáng luôn các bạn. Đấy, 45W, rất sáng luôn. Sáng đến tới là điện thoại của em nó bị nhòng nhoàng màn hình này các bạn. Thì ánh sáng của nó rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em là bóng đèn 3 cánh nhá. 3 cánh. Giá của nó sẽ là đi 50. Bóng đèn 3 cánh giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đèn 3 cánh, giá sẽ là 50.000 này. 50.000 cho một con đèn 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác bóng đèn 4 cánh mini. Con 4 cánh mini này thì giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini này. Con này công suất của nó là 28W nhá. 28W các bạn. Đấy, con này thì công suất của nó là 28W thôi. 28W nhá. Con này công suất của nó là 28W. Cũng rất là sáng. Đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng 4 cánh nhưng mà nó sẽ là mini, nó nhỏ hơn này các bạn này. Đấy, 4 cánh mini nhá, nhỏ hơn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 8 cánh nhá. Đây. 8 cánh con này là 200W. Giá thì sẽ là 180.000. Công suất của nó là 200W và lên tới 8 cánh luôn. Lên tới 8 cánh luôn các bác nhá. Con này thì nói chung là miễn chê luôn các bác này. Đấy, miễn chê luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là ngon lành cành đào các bạn. Đây. Đấy, thấy chưa? Ấy, 200W này. Sáng chói chang luôn, sáng lóe cả mắt luôn các bác này. Đó, 200W nhá. 180.000. Đấy, 180.000 cho con 200W thế này. Con này thì các bác có thể dùng để nhà gia đình nhà mình có công việc này, hoặc là lễ Tết, hoặc là có các cái công việc lớn thì dùng lên con này, hoặc là các bác làm nhà xưởng máy móc hoặc là cần cái môi trường mà chiếu sáng nhiều thì dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bác nào đi hội chợ, đi triển lãm, đi công trình, công trúc các kiểu thì mình dùng con này cho em. Giá sẽ là đèn 8 cánh này là 180.000 nhá. Đấy. Con 8 cánh này, nên như là đèn 8 cánh 180k nhá. Đấy, còn con 4 cánh mini thì con này thì các bác lên cho em là 4 cánh mini này. 4 cánh mini thì giá sẽ là 40k nhá. Con 3 cánh thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đầu các bác lên mã giúp cho em đó là cái này nó sẽ là lọc nước nhá. Đấy, đầu lọc nước này. Đấy, đầu lọc nước như này. Thì về nhà các bác lắp cái đầu này vào cái nguồn cấp nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có sẵn gioăng cho bác luôn. Sẵn gioăng về nhà các bác lắp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái bộ lõi lọc như này. Về nhà các bác cấp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, nguồn nước nhà các bác mà bị ô nhiễm, bị bẩn thì các bác lắp vào cho em. Đấy, và con này lắp vào thì nó lọc rất là tốt. Đấy. Lên mã giúp cho em là lọc nước nhá. Giá sẽ là 50k. Đấy, các bác có thể lắp qua máy giặt này hoặc là qua bình nóng lạnh. Đấy, thì hoặc là các bác lắp trực tiếp để mình sử dụng qua cái nguồn nước nhà mình. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy, thì một cái đầu lọc như này về nhà các bác bắt vào cái nguồn nước cho em. Đó. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đó, đây. Nó sẽ lọc sạch nước cho các bác cặn bã các kiểu con là điều luôn. Các bác có thể lắp vào bình nóng lạnh này hoặc là lắp qua các cái nguồn ví dụ như là vòi chậu rửa hoặc là cấp cho máy giặt cũng rất là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là lọc nước, giá sẽ là 50.000 nhá. 50k cho một con lọc nước như này, giá sẽ là 50.000 thôi. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục
về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phễu nhá. Đấy, các bác lên cho em là phễu này, phễu inox nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một con phễu inox như này. 60.000 à? Phễu inox này bao nhiêu nhỉ? 70.000 thôi nhá. Lên máy cho em là phễu inox, giá sẽ là 70k. Nguyên cái phần vòi này của nó thì vào khoảng là 8 cm, cái phần miệng của lưỡi phễu này thì vào khoảng là 10 cm, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Các bác có thể dùng để mình rót rượu, rót bia hoặc là các cái dòng nước, dầu, nhớt đều ok hết nhá. Hàng bằng inox, sáng bóng đẹp, độ vót của nó rất là ngon. Lên mã giúp cho em đó là phễu inox, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một chiếc phễu inox như này. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Và tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái nhang hạc đây. Giá sẽ là 60k cho một cái hộp nhang hạc như này. Đấy, 60.000. Đấy, thì hôm qua em có bán cái hạc đấy. Thì nay em lại tiếp tục là về cái nhang này. Để các bác cho vào cái lư hạc đấy. Mình đốt rất là thơm luôn. Lên thì em là nhang hạc, giá sẽ là 60.000. Rồi ok.